giới học sinh, chắc chắn ai cũng có lần ngán ngẩm nhìn vào thời khóa biểu khi thấy những môn học mình không thích. Có lẽ cũng thấu hiểu tâm lý này, thế nên cô giáo chủ nhiệm đã nghỉ của lớp 10m tại một trường trung học phổ thông nọ đã biến tấu thời khóa biểu cực sáng sủa tạo và lôi cuốn sự xem xét của đông đảo dân mạng. Theo đó, cô dựng một tấm bảng na ná bạn tên đám cưới ngay trên bục giảng lớp học, sau đó trang trí qua lá cành, đèn nháy khá cầu kỳ. Nào đã hết, cô biến hóa thời khóa biểu thành menu món ăn mà chính cô là master chef, thực đơn thì được thay đổi theo từng ngày. Trong thực đơn môn học có khác gì bạn tên đám cưới đâu. Cụ thể, trong tấm ảnh chụp lại thực đơn chiều 24 tháng 10 năm 2019 với các món, địa danh. Sau cùng, siêu đầu bếp còn không quên nhắn nhủ tới các thực khách thân yêu Envy Yao Min. Thật cực kỳ dễ thương và chu đáo. Vì thế, ngay sau khi được đăng tải bức ảnh đã lôi cuốn hàng nghìn lượt like và bình luận. Không ít người vào khen ngợi sự sáng sủa tạo và tâm lý của cô chủ nhiệm. Cô hay thế. Thú vị phết. Cô hài hước nhỉ. Thế nhưng, có vẻ những món ăn này cũng không dễ nuốt nhiều người, và các cô cậu học trò vẫn cứ kêu trời. Nhưng cô ơi em dị ứng. Ăn xong xuôi rồi nhức đầu nằm luôn. Có một số món nhai không nổi hu hu. Em xin phép ăn kiêng à. Dạo này em hơi mập. Mình nên xin nhường phần cho các bạn à. Cô ơi em đang giảm cân. Thực đơn cam kết bao giảm cân. Cô ơi con ăn ở nhà no rồi, con xin phép bỏ bữa. Bên cạnh những bình luận hài hước từ hội học sinh, không ít người khách quan đưa ra nhận xét về thời khóa biểu này. Sáng tạo mà, kéo mình cũng đầu tư một cái ở cửa. Cái này cũng sang, hay chuyển đi. Có thể những môn học thỉnh thoảng hơi khó nhai nhưng hãy vì bạn dạng thân và cả sự sáng sủa tạo, tâm lý của thầy cô mà nỗ lực học hành nhé.